Đầu tiên là khi lâm chung phải sáng suốt. Nếu lúc lâm chung hôn mê điên đảo, thậm chí chẳng nhận biết người nhà quyến thuộc, đó là chuyện phiền phức. Dẫu có duyên gặp Phật pháp cũng chẳng thể thành tựu. Mấy ai khi lâm chung sáng suốt tỉnh táo? Hơn nữa, ai có thể bảo đảm chính mình lâm chung tỉnh táo, chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo? Chuyện này nhất định chẳng thể cầu may. Do điều này, chúng ta phải sốt sắng tu phước báo. Hết thảy thiện căn phước đức đã tu đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Như vậy mới có thể bảo đảm khi lâm chung sáng suốt. Quý vị phải biết, đời người rất ngắn. Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi này, chúng ta hãy nên chịu đựng. Dẫu có phước, chớ nên hưởng hết. Phước báo hưởng ba phần là đủ rồi. Phần còn lại bố thí cho hết thảy chúng sanh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây mới là phương pháp chính xác duy nhất để cầu sanh tịnh độ. Tạo tội ngũ nghịch mà khi lâm chung vẫn có duyên gặp Phật, người ấy đời này tạo tội nghiệp nhiều, nhưng đời trước chắc chắn thiện căn sâu vậy. Vì sao thiện căn sâu vậy mà đời này lại mê hoặc điên đảo tạo tội nghiệp? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã giảng chuyện này rất rõ ràng. Bồ Tát chưa thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới còn bị mê khi cách ấm. Loại Bồ Tát nào vậy? Trong kinh Đức Phật đã dạy, bị ư tiền thế trụ Bồ Tát đạo, là Bồ Tát thật sự chẳng giả. Vô số kiếp lai cúng dường tứ bách ức Phật, cúng dường 400 ức Phật mà còn bị mê khi cách ấm, còn bị thoái chuyển. Quý vị mới hiểu tánh chất nghiêm trọng của vấn đề này. Đời này người ấy mê mất, đã tạo tội ngũ nghịch. Đó là chuyện rất có thể xảy ra. Nhưng thiện căn của người ấy hết sức sâu dày. Đáng tiếc suốt đời chẳng gặp thiện tri thức, vì thế chấp mê chẳng ngộ. Khi lâm chung gặp thiện tri thức, gặp thiện tri thức rồi, được thiện tri thức chỉ điểm, bèn giác ngộ. Sau khi giác ngộ, bèn thật sự chịu niệm Phật, lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Tuy niệm Phật ít, chỉ niệm Phật hiệu 10 tiếng cũng có thể giảng sanh. Ông Trương Thiện Hòa trong Giảng Sanh Truyện là một thí dụ rõ ràng nhất. Ông ta là người đời đường, khi lâm chung mới gặp Phật pháp,
10 niệm vãng sanh. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, nhất quyết trở nên giữ tấm lòng cầu may. Lâm chung 10 niệm vẫn có thể vãng sanh, hiện thời tạo tội nghiệp nhiều một chút cũng chẳng sao. Nếu quý vị nghĩ như thế, lầm lẫn quá đổi. Quý vị đừng nghĩ chỉ riêng các đồng tu tại gia, mà nhiều pháp sư xuất gia cũng hồ đồ mê muội khi lâm chung. Độ thay đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Lúc bình thường phải nỗ lực, phải tu phước, phải sốt sắng tu học, phải học theo những đại đức đã giảng sanh xưa nay, biết trước lúc mất, không bệnh tật qua đời, tự tại lắm. Đây mới là tấm gương chân chánh cho chúng ta. Hướng đại bổn dân, địa ngục quỷ súc sanh, diệt sanh ngã sắc trung, đọa địa ngục giả, phi ngũ nghịch nhân nhi hạ. Theo kinh Vô Lượng Thọ, trong 48 nguyện của A Di Đà Phật có chuyện này. Trong đại kinh lại đặc biệt nói rõ ràng, chúng sanh trong ác đạo cũng có kẻ niệm Phật vãng sanh. Trong lời khai thị cho Phật thất, lão pháp sư Đàm Hư có nói: trước kia lúc pháp sư Đế Nhàn làm phương trượng chùa Đầu Đà, trong chùa nuôi một con gà trống. Con gà trống ấy vãng sanh. Chính mắt pháp sư Đế Nhàn thấy chuyện này. Thuở ấy trong chùa không có đồng hồ, sáng sớm gà gáy báo sáng, mọi người thức dậy tụng khóa sáng, mọi người sáng tối lên chánh điện, con gà trống ấy cũng theo lên chánh điện tham dự khóa tụng niệm Phật. Khi tăng chúng thọ trai, nó cùng đến. Mọi người dứt cơm lá rau xuống đất, nó ăn sạch. Có một lần khóa tụng đã xong, mọi người đều trở về liêu phòng, con gà trống vẫn đi lanh quanh trong chánh điện chẳng rời đi. Thầy Hương Đăng xua nó đi, bảo: khóa tụng xong rồi, tôi phải đóng cửa. Con gà trống ấy chạy vào Phật điện, ngẩng cổ nhìn tượng Phật, kêu lên ba tiếng, đứng tại đó chết ngay. Con gà trống ấy biết trước lúc mất, đứng giảng sanh, đọa lạc trong ác đạo, đương nhiên là chúng sanh tội nghiệp sâu nặng. Nhưng linh tánh chẳng mê muội, gặp duyên niệm Phật vẫn có thể vãng sanh. Cũng có người hỏi: đời trước đã tu tốt đẹp như thế, vì sao bị đọa lạc trong ba ác đạo? Vấn đề này chúng ta phải nên nghiên cứu cặn kẽ. Đời sau phải đi vào nơi nào là do ý niệm cuối cùng lúc lâm chung quyết định. Quý vị suốt đời niệm Phật chuyên cần, nhưng ý niệm cuối cùng lúc lâm chung chẳng phải là niệm Phật, sẽ chẳng thể giảng sanh. Lúc lâm chung khởi một niệm tham tâm, bèn vào đường ngạ quỷ. Lâm chung khởi lên một niệm sân khởi tâm, đi vào đường địa ngục. Lâm chung mê hoặc điên đảo, đi vào đường súc sanh. Đấy là tam ác đạo. Một niệm cuối cùng lúc lâm chung là A-di-đà Phật, chắc chắn giảng sanh Tây Phương. 10 niệm hay một niệm đều được giảng sanh, do một niệm lúc lâm chung quyết định. Nhà Phật lại răn dạy chúng ta phải vô cùng thận trọng khi lâm chung. Đó là đại sự, quan hệ đến hạnh phúc trong đời sau. Con người sau khi qua đời, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, chớ nên đụng chạm. Vì sao? Sợ đụng chạm sẽ khiến người ấy khởi tâm sân huệ. Trước khi tác hơi, tốt nhất là trợ niệm, một mực niệm mãi cho đến khi người ấy đã tác hơi 8 tiếng đồng hồ, đó là tối thiểu. Hiệu quả niệm Phật ấy vô cùng to lớn. Trợ niệm nhằm nhắc nhở người ấy, mong một niệm của người ấy lúc lâm chung là chánh niệm, là A-di-đà Phật. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, tuy người ấy đã tác hơi, thần thức chưa rời khỏi thân. Vì thế, trong 8 tiếng đồng hồ, nếu người ấy giác ngộ hồi đầu,
cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn còn có thể giảng sanh. Vì thế, trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi người ấy tắt hơi, vô cùng quan trọng. Nhất định chớ khiến cho người ấy sanh phiền não. Đừng khiến người ấy khởi tham sân si. Sách Sức Chung Tân Lương có nói rõ, tốt nhất là tách người nhà, thân quyến khỏi người chết. Vì sao? Sợ người ấy trông thấy người thân sẽ khởi tâm tham. Bỏ người này chẳng được, kẻ nọ chưa thấy mặt, ta chưa thể trút hơi, phiền phức to lớn, chẳng sang Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Lúc bình thường phải thấy thông suốt, buông xuống sẽ có ích rất lớn đối với việc giảng sanh của chúng ta. Thank you.